Chương 4, mục 2, thông tin trên báo chí. Điều 38. Cung cấp thông tin cho báo chí. 1. Trong phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của mình, các cơ quan tổ chức, người có trách nhiệm, có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây. A. Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. B. Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm c thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo những vấn đề tranh chấp mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố d những văn bản chính sách Đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố. 3. Đối với vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. 4. Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra truy tố xét xử tội phạm rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với viện trưởng viện kiểm sát nhân dân chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin 5. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất bất thường. Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Điều 39. Trả lời trên báo chí. 1. Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm trả lời trên báo chí. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết. Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của cơ quan tổ chức thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến kiến nghị phê bình khiếu nại tố cáo của tổ chức công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí. 3. Trong thời hạn 10 ngày đối với báo in ra hàng ngày và báo nói, báo hình, báo điện tử, 15 ngày đối với báo tuần, trên số ra gần nhất đối với tạp chí in kể từ khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc văn bản trả lời kiến nghị phê bình của cơ quan tổ chức cá nhân đối với vấn đề mà báo chí nêu hoặc tiếp nhận. Cơ quan báo chí phải thông báo cho cơ quan tổ chức công dân có ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo hoặc đăng phát trên báo chí của mình. 4. Cơ quan tổ chức công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời vấn đề mà cơ quan báo chí đã thông tin. Cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan tổ chức công dân. Điều 40. Trả lời phỏng vấn trên báo chí. 1. Người phỏng vấn phải thông báo trước cho người được phỏng vấn biết mục đích yêu cầu và câu hỏi phỏng vấn. Trường hợp cần phỏng vấn trực tiếp không có sự thông báo trước thì phải được người trả lời phỏng vấn đồng ý. 2. Sau khi phỏng vấn trên cơ sở thông tin tài liệu của người trả lời cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bằng các hình thức phù hợp. Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn. Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó. 3. Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu. 4. Cơ quan báo chí, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng phát trên báo chí. Điều 41. Họp báo 1. Cơ quan tổ chức công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Việc họp báo của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 10 điều 56 của luật này. 2. Người phát ngôn hoặc người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức chính trị, quốc hội, chính phủ, chủ tịch nước các cơ quan tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trung ương và cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm họp báo định kỳ và đột xuất để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. 3. Cơ quan tổ chức không thuộc quy định tại khoảng 2 điều này và công dân có quyền tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Cơ quan tổ chức công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo quy định sau đây. A. Cơ quan tổ chức trực thuộc trung ương thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông. B. Cơ quan tổ chức không thuộc điểm A khoản này và công dân thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức họp báo. 4. Nội dung thông báo gồm những thông tin sau đây. A. Địa điểm họp báo. B. Thời gian họp báo. C. Nội dung họp báo. D. Người chủ trì họp báo. 5. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời cơ quan tổ chức công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 điều này. Trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức công dân được tiến hành họp báo. Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. 6. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có quyền đình chỉ cuộc họp báo nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nội dung họp báo có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9, điều chính của luật này. Điều 42. Cải chính trên báo chí. 1. Cơ quan báo chí thông báo sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, thì phải đăng phát lời cải chính xin lỗi trên báo chí và thông báo cho cơ quan tổ chức cá nhân đó. Đối với báo chí điện tử, ngoài việc đăng phát lời cải chính xin lỗi, còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng phát, nhưng phải lưu giữ nội dung thông tin trên máy chủ để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra theo quy định tại điểm D khoảng 1, điều 52 của luật này. hai Khi có văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc mà báo chí đã đăng phát là sai sự thật, Xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân thì cơ quan báo chí phải đăng phát phần nội dung kết luận đó và nội dung cải chính xin lỗi của cơ quan báo chí của tác giả tác phẩm báo chí. Lời xin lỗi của cơ quan báo chí tác giả tác phẩm báo chí được đăng phát liền sau nội dung thông tin cải chính. 3. Việc đăng phát thông tin cải chính xin lỗi của cơ quan báo chí của tác giả tác phẩm phải thực hiện theo quy định sau đây. A à, đăng phát tại hai trang đối với báo in, trang cuối đối với tạp chí in, chuyên mục riêng tại trang chủ đối với báo điện tử với cùng một kiểu chữ, cỡ chữ mà báo chí đã đăng phát thông tin. B. đăng phát đúng chuyên mục giờ phát sóng, số lần phát sóng đối với báo nói, báo hình mà báo chí đã đăng phát thông tin. 4. Khi đăng phát thông tin cải chính xin lỗi, cơ quan báo chí phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây. A. tiêu đề Thông tin cải chính xin lỗi. B. Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày tháng năm đã đăng phát phải cải chính. C. Những thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân đã đăng phát trong tác phẩm báo chí và nội dung thông tin được cải chính. 5. Thời điểm đăng phát cải chính xin lỗi được quy định như sau. A. Việc đăng phát cải chính xin lỗi của báo điện tử được thực hiện ngay khi nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm. Thông tin cải chính xin lỗi phải được lưu giữ trên báo ít nhất là 7 ngày kể từ ngày đăng phát cải chính xin lỗi. B. Việc đăng phát cải chính xin lỗi trên báo in, báo nói, báo hình phải được thực hiện trong thời hạn 2 ngày đối với báo ngày, báo nói, báo hình. Trong số ra gần nhất đối với báo tuần, tạp chí, tính từ ngày cơ quan báo chí nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm. Đối với tạp chí xuất bản trên 30 ngày một kỳ thì phải có văn bản trả lời ngay cho cơ quan tổ chức cá nhân và phải đăng trong số ra gần nhất. C. Cơ quan báo chí trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính xin lỗi, cũng phải thực hiện đăng lại nội dung cải chính xin lỗi của cơ quan báo chí vi phạm. Cơ quan báo chí đã đăng phát nội dung thông tin vi phạm sau khi thực hiện cải chính xin lỗi phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp có thỏa thuận về việc sử dụng tin bài của báo mình để thực hiện việc đăng lại lời cải chính xin lỗi. Điều 43. Phản hồi thông tin. 1. Khi cơ quan tổ chức cá nhân có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của mình, thì có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại tòa án. 2. Cơ quan báo chí phải đăng phát ý kiến phản hồi của cơ quan tổ chức cá nhân. Thời điểm đăng phát thực hiện theo quy định về đăng phát cải chính tại khoảng 5 điều 42 của luật này. Trường hợp không nhất trí với ý kiến phản hồi của cơ quan tổ chức cá nhân, cơ quan báo chí vẫn phải đăng phát ý kiến phản hồi đó và có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan điểm của mình. Sau 3 lần đăng phát ý kiến phản hồi của cơ quan tổ chức cá nhân và cơ quan báo chí mà không có sự nhất trí giữa hai bên thì cơ quan báo chí có quyền ngừng đăng phát. Cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan báo chí ngừng đăng phát thông tin của các bên có liên quan. 3. Cơ quan báo chí có quyền không đăng phát ý kiến phản hồi của cơ quan tổ chức cá nhân nếu ý kiến đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan báo chí danh dự nhân phẩm của tác giả, tác phẩm báo chí, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để cơ quan tổ chức cá nhân biết. 4. Khi đăng phát ý kiến phản hồi, cơ quan báo chí phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây. A. Tên cơ quan tổ chức cá nhân phản hồi thông tin. B. Tên tác phẩm báo chí. Tên chuyên mục, số báo ngày tháng năm đã đăng phát bị phản hồi thông tin. Điều 44. Quảng cáo trên báo chí. Báo chí được đăng phát quảng cáo. Việc đăng phát quảng cáo trên báo chí phải tuân thủ các quy định của luật này và quy định của pháp luật về quảng cáo. Điều 45. Quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí. Cơ quan báo chí phải thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khi đăng phát tác phẩm báo chí. Điều 46. Các thông tin phải ghi thể hiện trên báo chí. Cơ quan báo chí phải ghi thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây. 1. Trên trang nhất, bìa một đối với báo in trang chủ. Các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây. A. Tên sản phẩm báo chí. B. Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí ghi dưới tên báo chí, tên miền đối với báo điện tử. C. Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in. D. Ngày tháng năm phát hành. 2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây. A. Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí. B. Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử, họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí. C. Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in. 3. Báo nói, báo hình phải thể hiện biểu tượng nhạc hiệu. Điều 47. Bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử báo nói báo hình báo điện tử có quyền sử dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh chương trình truyền hình nội dung báo điện tử